Hôm nay, một nhóm cảnh sát và các chuyên gia pháp y của chính phủ Hàn Quốc đã đến khu phố Itaewon, thủ đô Seoul, để tiến hành một cuộc điều tra chung sau khi xảy ra vụ dẫm đạp khiến 154 người thiệt mạng tối 29 tháng 10. Cảnh sát Hàn Quốc hiện đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ dẫm đạp, một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất của đất nước này trong nhiều năm, nhằm đưa ra lời giải thích cho sự việc đau lòng mà công chúng và gia đình những nạn nhân đang hết sức quan tâm. Thảm kịch xảy ra tại một con hẻm hẹp, dốc ở Itaewon, một khu giải trí về đêm nổi tiếng, mà theo lời kể của các nhân chứng là vào thời điểm ấy, người người ngã vào nhau như những quân cờ domino. Nguyên nhân trước nhất của vụ việc này là sự kiện không có ban tổ chức. Thông thường thì người dân có xu hướng đổ đến những địa điểm hút khách như là Itaewon để tham gia các sự kiện như là lễ hội Halloween, nhưng ở đây lại không có người hướng dẫn và điều tiết lưu lượng người. Hậu quả là có tới 3.000 người đổ về một con hẻm chỉ rộng 3,2 m và dài 40 m. Một đội đặc nhiệm gồm 561 thành viên đã được triển khai để tìm hiểu chi tiết vụ việc. Các nhân viên đang phân tích hình ảnh do camera an ninh trong khu vực ghi lại vào thời điểm trước khi xảy ra vụ dẫm đạp, cũng như các video liên quan được đăng tải trên mạng xã hội. Theo cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul, họ cũng đang phỏng vấn các nhân chứng để xác định chính xác thời điểm và địa điểm mà vụ dẫm đạp xảy ra và diễn tiến như thế nào. Vụ điều tra nhằm mục đích tránh những vụ việc đau lòng tương tự xảy ra trong tương lai. Vụ tai nạn ở Itaewon có thể được coi là bài học để ngăn chặn các vụ việc tương tự. Trong tương lai, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn nên được đánh dấu trước để ngăn chặn số lượng lớn người tụ tập cùng nhau. Nhà chức trách và cảnh sát nên phân luồng, kiểm soát giao thông để khuyến cáo người dân hành động an toàn. Sau vụ việc, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã yêu cầu đối với những sự kiện tập trung đông người tự phát cần triển khai các biện pháp an toàn.